Vâng, xin chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh của Hùng GBL, Chí Linh, Hải Dương. Hôm nay em xin làm video giới thiệu các bác. Em vừa mới về một mẫu cụ đẩy công suất mới. Thì là hàng bãi nha các bác em. Đấy, vừa mới về một mẫu cụ đẩy hàng bãi mới các bác này. Thì nay em tranh thủ làm video để giới thiệu với cả anh em luôn. Đấy. Thì cục đẩy này là sò sắt và được mang thương hiệu là Vector. Mã sản phẩm là VKA1500. Con này về hình thức mặt bên ngoài thì là nó được làm một cái mặt bằng nhôm đúc các bác nhá, hoàn toàn bằng nhôm đúc. Đấy, những cái nan tỏa nhiệt đều bằng nhôm đúc hết các bác nhá. Cửa gió nan tỏa nhiệt là bằng nhôm đúc. Đấy, mà hình thức mặt đằng trước là sơn sần và làm nan tỏa nhiệt bằng nhôm đúc nguyên khối các bác. Đấy. Và đây là một cái mặt đồng hồ hiển thị bằng màn hình LCD. Cái đồng hồ này nó sẽ hiển thị cho chúng ta biết là nhiệt độ máy đang chạy là bao nhiêu của hai kênh riêng biệt. Đấy, và hai volume chỉnh công suất cho hai vế riêng biệt này. Mã sản phẩm VK3 1500. Đấy, một công tắc nguồn bên này. Đấy. Đấy. Thì với một cái cục đẩy này nó sở hữu là 48 sò sắt Pesico các bác nhé. Thì công suất rất là khủng và size 3U. Đấy. Được sơn lớp sơn sần. Đặc biệt là sơn của con này là sơn sần các bác nhé, không phải là sơn trơn, sơn cát. Mặt trước là sơn cát, sơn sần. Nó bằng nhôm đúc. Nan này bằng nhôm đúc các bác này. Đấy. Rất dày dặn và chắc chắn. Bây giờ em sẽ mở nội thất bên trong ra cho các bác xem. Đây là mặt trước, còn mặt sau. Lát nữa em quay mặt sau. Với con này thì mặt sau thiết kế thì cũng gần tương giống với những con đẩy khác các bác nhé. Bao gồm có là một nút để chỉnh hạn chế giải tần cho công suất vào. Sau đó đến một nút để chỉnh slow effect. Một nút đây là công tác chỉnh đánh CTF và Paranel. Đấy. Thì hỗ trợ hai rắc new chích các bác nhé. Đấy. Hai rắc new chích. Và nó cũng hỗ trợ cho chúng ta là hai rắc dây kẹp vặn. Đấy, hai dây vặn này. Chúng ta có thể đấu ở đây. Ví dụ như chúng ta có bốn loa chúng ta cắm vào đường new chích này một chiếc. Đấy, và chúng ta kẹp thêm bên đây một chiếc nữa là hai, và bên kia cũng vậy là bốn chiếc loa. Đấy. Thì đầu vào thì nó đầu tín hiệu vào cũng gồm có hai rắc canon đực và cái. Thì để nó hai cái để cho chúng ta cắm tín hiệu vào, và hai cái để đồng thời để cho chúng ta lai ra một thiết bị khác nữa, ví dụ như một cục đẩy khác. Đấy, bây giờ em đã mở máy, tranh thủ mở máy cho các bác xem về nội thất. Để cho nhanh thì em đã tháo vít rồi, bây giờ em chỉ việc quả nắp thôi. Đấy, chiếc nắp rất dễ dàng các bác ạ. Thì đây là nội thất của con đẩy Vector 48 sò sắt Mexico các bác nhé. Đây bác này. Hình thức máy móc còn rất là mới và đẹp. Máy còn khá đẹp các bác nhé. Rồi đếm này. Cùng em đếm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 và 12. 12 2 là 12 bên này là 24 sò nha các bác nhá. Là 24 sò một vế. Vế bên này 24 sò nữa là 48 sò các bác nhá. Đấy. Nên là với con đẩy này, đặc biệt chúng anh em chúng ta đi làm sự kiện mà sở hữu những con đẩy như này thì hiệu suất công suất nó rất là cao. Đấy. Nên là mà đặc biệt là điện năng nó tiêu thụ thấp, hiệu suất thì cao. Cho nên là chúng ta đôi khi chúng ta chạy với những cái khu vực mà điện nó không được ổn định lắm, nó vẫn hoạt động bình thường mà nó hoạt động tốt các bạn nhé. Thì với 8 tụ lọc nguồn. Đấy.
Đây là thiết kế 8 tủ lọc nguồn các bác này. 8 tủ lọc nguồn của hãng Nippon nhá. Đấy, một hãng rất nổi tiếng. Hãng Nippon này rất nổi tiếng về thiết bị điện tử các bác này. Đấy. Và tủ của nó được là 100V và 10.000 microfarad. Một quả nguồn 3U. Cũng. Hai quả gió được thiết kế ở hai bên rìa này hình máng các bác nhá. Đây nó thiết kế hình máng này. Đây, hộp hình máng, khi chúng ta đậy nắp lại thì hoàn toàn gió từ cái quạt này nó có thể đưa qua cái vỉ công suất này, đưa về đằng sau. Đấy, chạy qua vỉ công suất này chạy về đằng sau. Thế là máy rất mát, khi chúng ta đậy nắp lại thì hoàn toàn gió nó sẽ đẩy từ đây ngược lại đằng sau. Và nó chỉ cần sử dụng hai quạt lớn nhá các bác nhá. Không phải quạt nhỏ như những đẩy bình thường mà hai quạt này hai quạt cực lớn luôn. Đây là máy rất mát mà đặc biệt cái quạt này chạy rất êm. Với chiếc đẩy 48 xò sắt như thế này, bây giờ em đang đánh trực tiếp với lại một đôi hai đôi bát 40 các bác nhá. Từ 22 có 100 full 40, em đánh hai đôi là nghĩa là 4 quả. Thì với công suất của cục đẩy này thì các bác có thể chơi sự kiện các bác đánh hai quả súp kép, một đôi súp kép hoặc một đôi full kép bát 40. Từ 22 có 100. Đó. Thì sơ qua về con đẩy này như thế này, hôm nay em giới thiệu các bác vừa mới về ngày hôm qua. Em bây giờ đang hiện tại đang có 8 con như thế này. Nếu bác nào mà có nhu cầu sở hữu hoặc sử dụng thì các bác điện cho em qua số điện thoại 0936019001. Em ship hàng toàn quốc nhé các bác nhé. Thì các bác xem video là bấm đăng ký và ủng hộ kênh giúp em. Để em phát triển kênh được tốt hơn và cũng mang lại những cái sản phẩm mà như ý cho các bác và tốt nhất cho các bác. Thì mọi chi tiết các bác xin liên hệ với em qua số điện thoại 0936019001. Tôi cảm ơn em đã ship hàng toàn quốc cho các bác nhé. Một cục đẩy rất khủng. Và bây giờ em xin phép được test một đoạn nhạc mạnh một chút để cho các bác được thưởng thức âm thanh từ con này nhé. Sơn Tây anh đi thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mòn gánh gạo, bụi bay rừng già cho dài mà tay áo, hết rau rồi em tóm lấy măng không. Còn em thương bên Tây anh mùa đông, nước khe tàn đường bay nền đá, biết rằng anh sẽ miền đất lạ, là chắc em lo vâng, xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video của em nhé. Em xin phép được dừng video ở đây ạ. Cảm ơn các bác đã chú ý ủng hộ kênh và theo dõi video của em nhé.